Ngay trước mặt mình đây là con Samsung Viewfinity S8, một con màn hình đang rất là hot thời gian gần đây, hướng đến là anh em đồ họa nè, những anh em mà đòi hỏi một cái độ chính xác cao về màu sắc. Và con màn hình này trong tầm giá 8-9 triệu á, mình thấy là có rất là nhiều sự lựa chọn từ LG đến Asus hay là vân vân. Nhưng mà với con màn hình này với độ phân giải là 4K thì mình thấy là đây là một con màn hình tốt nhất trong phân khúc luôn. Vậy thì con màn hình này có gì đặc biệt, cùng mình đánh giá chi tiết sau phần intro nha. Một điểm mà mình rất là thích trên con màn hình này chính là tất cả viền máy đều được làm rất là mỏng, duy chỉ có phần viền dưới hơi dày. Mình hơi khó hiểu là tại sao logo Samsung đã được tách rời là một miếng kim loại, nhưng mà họ vẫn làm dày lên, mất đi cái tính cân đối tổng thể. Tuy nhiên bù lại thì chất liệu được gia công rất là tốt, đặc biệt là cái phần chân đế được làm bằng kim loại, độ mỏng chỉ 2,5mm, giúp giữ cho chiếc màn hình được vững chắc hơn khi mà để trên mặt bàn. Nhưng mà cái giá đỡ của màn hình lại được làm từ nhựa thôi, nên đôi khi mình gõ mạnh trên mặt bàn một chút thì nó sẽ hơi rung nhẹ. Giải pháp thì cũng rất là đơn giản thôi, bởi vì con màn hình này có một cái gàm VESA, nên là chúng ta hoàn toàn có thể mua thêm một cái arm rời để gắn lên chiếc màn hình này, từ đó giảm thiểu tối đa tình trạng bị rung lắc. Và cũng nhờ có cái gàm VESA này á, chúng ta hoàn toàn có thể nâng lên hạ xuống hay là xoay nghiêng xoay dọc cái màn hình này đều được, sao cho phù hợp với tư thế ngồi là ok. Ngoài ra có một điểm mà mình cảm thấy rất là nhỏ thôi nhưng mà mình cảm thấy rất là thích, đó chính là phần sau màn hình này chúng ta có một cái hõm xuống như thế này, để khi mà chúng ta điều chỉnh lên xuống màn hình á thì không cần chạm tay vào màn hình, điều đó sẽ làm cho phần màn của chúng ta dơ và phải lau chùi thường xuyên. Về phần sau màn hình á, thì chúng ta vẫn có thiết kế sọc ngang rất là quen thuộc của Samsung. Góc trái thì chúng ta sẽ có logo Samsung và góc phải thì chúng ta sẽ có 4 cổng kết nối được đặt dọc như vậy. Chúng ta sẽ có 3 cổng USB-A, một jack tai nghe 3.5. Cổng kết nối còn được đặt ở phía dưới này với một cổng HDMI, DisplayPort, cổng mạng LAN và có cả một cổng C 90W. Với việc sở hữu một cái cổng C như vậy á, thì chúng ta có thể sử dụng để xuất ra một cái màn hình rời nè, và ngược lại là có thể sạc lại cho chính chiếc laptop của chúng ta luôn. Và đặc biệt cái công suất của nó lên tới tận là 90W thì hoàn toàn phù hợp với những chiếc MacBook Pro hiện tại. Tiếp đó là cái phần quan trọng nhất, đó chính là cái phần mà chất lượng hiển thị. Mà như mình đã nói, đây là một chiếc màn hình hướng đến làm việc là anh em đồ họa, thiết kế, bởi vì cái độ chuẩn màu và sắc nét trên chiếc màn hình này. Sở hữu kích thước màn hình là 27 inch, đạt chuẩn HDR 400 và HDR 10+, với độ phân giải là 3840 x 2160. Mặc dù chỉ sử dụng tấm nền là IPS nhưng mà độ tương phản khá là cao, lên tới 1000:1. Các vùng tối đen được hiển thị rất là sâu và đều màu. Ngoài ra thì màn hình cũng đạt tới 97% DCI-P3 và 100% sRGB. Độ phủ được Samsung quảng cáo lên tới là 1,07 tỷ màu. Tuy vậy, đây chỉ là tấm nền 8 bit FRC chứ không phải là tấm nền 10 bit màu. Ngoài ra thì cái màn hình này cũng được sở hữu rất là nhiều chứng nhận quan trọng như là Pantone Validated hay là Pantone Skin Tone Validated. Đây là cái chứng nhận được đo từ hàng nghìn cái màu da người khác nhau để mà thể hiện cái màu sắc da người trên chiếc màn hình này một cách chuẩn xác và chân thật nhất. Bên cạnh đó, điểm làm con màn hình này khác biệt so với những con màn hình khác đó chính là đây là chiếc màn hình đầu tiên đạt chứng nhận chống chói của tổ chức UL, đồng thời đây cũng là tấm nền nhám. Thực tế khi mà mình sử dụng thì mình sử dụng trong rất là nhiều môi trường khác nhau, từ văn phòng là hay là một cái studio giống như vậy, thì có rất là nhiều cái nguồn sáng đập vào cái màn hình này nhưng mà nó không thể hiện cho mình là nó bị chói hay là gì cả. Thậm chí là mình nhìn một cái góc nghiêng như vậy á thì nó vẫn thể hiện được cho mình nội dung rất là rõ nét, ngay cả khi mình xem những cái màu sắc tối luôn nha. Ngoài ra thì em máy này còn có công nghệ chống nháy là Flicker Free và Eye Saver Mode, kiểu nó sẽ giảm đi cái ánh sáng xanh và khiến cho mình đỡ mệt hơn khi mà ngồi trước màn hình trong thời gian dài, đặc biệt là khi trong môi trường thiếu sáng. Ngoài ra thì em máy này còn có chế độ chơi game, do đó là các bạn có thể tùy ý tinh chỉnh các độ tương phản, độ nét của hình ảnh để phù hợp với nhu cầu chơi game cũng như là những cái tác vụ tùy theo ý thích của mình. Tuy vậy thì Viewfinity S8 cũng chỉ đạt 60Hz tốc độ làm tươi, nó sẽ không phù hợp với những anh em nào mua về để chơi game. Tổng kết lại, với con màn hình Samsung Viewfinity S8 4K này, nó hoàn toàn phù hợp với những anh em đang chân ướt chân ráo bước chân vào lĩnh vực đồ họa, sáng tạo nội dung. Hứa hẹn sẽ đem đến cái độ chính xác cao về màu sắc và độ sắc nét, đủ để làm những cái dự án mà anh em đang thực hiện. Đồng thời thì giá của em nó cũng khá là dễ tiếp cận. Bạn nào quan tâm sản phẩm thì có thể bấm vào đường link mua hàng ở phía bên dưới. Sắp tới còn có chương trình Back to School rất là hấp dẫn. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ trong video lần này. Các bạn nghĩ sao về con Viewfinity S8 này đến từ nhà Samsung? Trong khi con Viewfinity S9 này có mức giá khá là cao thì đây là một cái sự lựa chọn rất là đáng để cân nhắc luôn đó. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!